Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chơi đòn lạ Donald Trump có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Trong lịch sử của Hoa Kỳ, phần lớn các tổng thống Mỹ đều phải đương đầu với một loạt hoặc rất nhiều cuộc khủng hoảng ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình. Dù đó là một thảm họa tự nhiên, chiến tranh, suy thoái kinh tế, mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng hay chủ nghĩa khủng bố. Tự nhận mình là tổng thống thời chiến chống lại kẻ thù vô hình là viêm phổi Vũ Hán khi virus corona bùng phát ở nước này vào giữa tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phải cùng một lúc đương đầu với một cuộc chiến khác, đó là cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại Mỹ từ tháng 5 vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng nước Mỹ dù hỗn loạn, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ chiến thắng theo cách riêng của ông. Trong bài báo với tựa đề Donald Trump, Tổng thống hạnh phúc với sự hỗn loạn, tờ báo Pháp nhắc lại một số độc giả rằng Tổng thống đương nhiệm rất thích xung đột. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng về tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào ngày 11 tháng 3. Đối với nhà sử học Nikolai Bakhtar, Donald Trump đưa chúng ta ra khỏi lĩnh vực chính trị để bước vào tâm lý học bởi vì ông sống với sự đối đầu thường trực. Sau cái chết của công dân da đen George Floyd bị một cảnh sát da trắng đè nghẹt thở nên ông này đã mất. Và Tổng thống Donald Trump lẽ ra phải đóng vai người tập hợp toàn dân, nhưng ông lại thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng sau vài từ hòa dịu về Godford. Trump liền đả kích người biểu tình là nổi dậy, tội phạm, vô chính phủ, chống phát xít, khủng bố. Hình ảnh các quân nhân canh gác quanh Nhà Trắng đã gây sốc cho không ít người Mỹ. Ngay cả Franklin Roosevelt sau vụ tấn công bất ngờ của Nhật ở Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941 cũng đã từ chối cho xe tăng chấn giữ Tòa Bạch Ốc vì không muốn mang lại ấn tượng một nền dân chủ bị bao vây. Nhưng Tổng thống đương nhiệm không ngại ngần điều này vì ông thích hình ảnh một Tổng thống thời chiến. Đối với Donald Trump, đây có thể là cá cược vào việc tái đắc cử. Đây là hình ảnh trang mạng xã hội tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump được ông cập nhật tích cực nhiều lần trong ngày và thu hút đến hơn 80 triệu người theo dõi. Sau khi để dịch bệnh tràn lan, Tổng thống Mỹ lấy lại giọng điệu độc đoán gây chia rẽ đã giúp ông thành công vào năm 2016 trong lúc đối thủ Biden im lặng. Còn 5 tháng nữa đến kỳ bầu cử, khó có thể đoán được ai sẽ hưởng lợi trong vụ bạo động này, nhưng cần phải nhắc lại rằng những vụ nổi loạn chủng tộc vào năm 1967 đã giúp Richard Nixon chiến thắng với lời hứa lập lại trật tự. Donald Trump hiểu rõ điều này nên khuyến khích cảnh sát và quân đội sử dụng quyền lực. Giáo sư tâm lý Adam của trường đại học Northwestern thì giải thích vị tổng thống này chỉ sống ở thì hiện tại, mỗi ngày đối với ông là một cuộc chiến mà ông phải chiến thắng bằng mọi phương tiện, kể cả dối trá. Trump thích sự hỗn loạn, môi trường bất ổn tạo nên sức mạnh của ông. Trump chỉ ngủ có 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày và lao vào cuộc chiến trước các đối thủ, mở các mặt trận mới trên trang tweet trước khi địch thủ có thời gian phân tích tình hình và tìm cách trả đũa. Sống bản năng và hời hợt nên ông rất khó đoán, gây bối rối cho kẻ thù. Tuy những tuyên bố gây chia rẽ đã làm một số người ủng hộ phân vân, nhưng giáo sư Stephen Levitsky, trường đại học Harvard nhận định những ai chưa gì đã đặt dấu chấm hết cho ông là thiếu thận trọng vì số những người ủng hộ Donald Trump nhiệt thành chiếm tới 43% cử tri, không hề suy chuyển. Và ngược với những người tiền nhiệm, Donald Trump chưa bao giờ có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao hơn, nhưng cũng chưa xuống thấp hơn. Theo Levitsky, số này vẫn sẽ bầu cho ông Trump dù từ đây cho đến tháng 11, số nạn nhân của viêm phổi Vũ Hán có thể vượt quá 200.000 người và kinh tế vẫn chưa vực dậy nổi. Nạn kỳ thị chủng tộc vẫn tồn tại trong nền dân chủ hàng đầu của thế giới và theo chính lời thú nhận của Barack Obama, đây là thất bại lớn nhất trong hai nhiệm kỳ của ông ở Nhà Trắng. Đây là hình ảnh thông điệp luật pháp và trật tự được Tổng thống Mỹ Donald Trump truyền tải trên trang tweet cá nhân của mình. Vấn đề chủng tộc lại nảy sinh khi chỉ chưa đầy nửa năm ngay trước kỳ bầu cử Tổng thống. Trong bối cảnh bạo loạn căng thẳng, Donald Trump muốn thu hút sự quan tâm và quan ngại của đa số người da trắng đã giúp ông đắc cử vào năm 2016. Còn đối với Biden, vấn đề là không làm thất vọng một cộng đồng đã đóng góp lớn cho chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ. Câu khẩu hiệu tranh cử cách đây 5 tháng của Donald Trump đã được thay thế vào phút chót bằng một thông điệp thực tế hơn như sau: luật pháp và trật tự, được ông viết bằng chữ in hoa trên trang tweet của mình. Không được hưởng lợi bao nhiêu từ cuộc tái chinh phục không gian mới đây, Donald Trump quay lại với chiến lược tiến công quen thuộc. Ngoài Trung Quốc, kẻ chịu trách nhiệm gây ra cái chết cho hơn 100.000 người do viêm phổi Vũ Hán, ông còn đả kích
Antifa, phe cực tả đã cổ súy cho bạo lực. Liên quan đến chủ trương, luật pháp và trật tự của Tổng thống Donald Trump, Dine Colbert, chuyên gia về Hoa Kỳ nhận định, ngay từ khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump đã cho biết ông đứng về phía cảnh sát. Một đạo luật vào năm 1994 cho phép nhà nước liên bang đưa các cảnh sát địa phương ra tòa nếu lạm dụng bạo lực. Barack Obama đã sử dụng đạo luật này, còn Bộ trưởng Tư pháp Jackson của ông Trump khẳng định đó không phải là việc của chính quyền liên bang. Về phía ông Biden chỉ đưa ra lời kêu gọi hòa dịu mà trong tình hình hiện nay chưa thấm vào đâu. Đây là hình ảnh cựu phó tổng thống Biden đối thủ trong cuộc tranh cử tổng thống của ông Donald Trump vào tháng 11 tới. Câu nói của ông với một công dân da đen cách đây 10 ngày như sau. Nếu bầu cho Trump thì bạn đã không phải là người da đen, đã gây bất bình ngay trong đảng Dân Chủ. Một số khuôn mặt đại diện người Mỹ gốc Phi đòi hỏi nên đưa ông Sanders hay Abram vào danh sách ứng viên phó tổng thống. Ngược với ông Trump, ông Biden chịu khó lắng nghe hơn, nhưng cộng đồng người Mỹ gốc Phi đòi hỏi còn phải hành động. Sau cái chết của Geoff Ford, áp lực đè nặng lên vai ứng cử viên Dân Chủ sẽ phải công bố tên người phó của mình trước ngày 1 tháng 8. Vào hồi giữa tháng 3, ông đã cam kết sẽ chọn một phụ nữ, nhưng nay đang có nhiều tiếng nói gay gắt, đòi hỏi phải chỉ định một người da đen làm phó cho nhân vật có thể là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi đặt chân vào Nhà Trắng. Tại chính Minneapolis, nơi xảy ra cái chết của Geoff Ford và cũng là nơi có đến 90% người dân bầu cho Dân Chủ, tình thế đang đảo ngược theo hướng không có lợi cho ông Biden. Tình hình ở đây trở nên vô cùng căng thẳng khi người dân đang phải nạn nhân trực tiếp của bạo lực và cướp bóc. Tờ báo Pháp Le Figaro miêu tả như sau. Khi màn đêm buông xuống, đường phố không còn ai, tiếng rì rì từ cánh quạt trực thăng trên bầu trời góp thêm vào không khí ảm đạm. Trên đại lộ S. Franklin, tất cả các cửa tiệm buôn đều được che chắn chống đập phá. Một số tiệm sơn lên dòng chữ như sau. Xin đừng phóng hỏa, có người sống ngay bên cạnh. Hoặc ghi rõ chủ nhân là người sắc tộc như sau. POC, tức là người da màu. Nhiều khu vực vườn nhà cắm tấm bảng Black Lives Matter, tức là mạng sống của người da đen phải được tôn trọng. Máy ATM trong một siêu thị bị phá hủy, một cửa hàng rượu bị lấy sạch hàng hóa và đốt cháy, một tiệm giặt bị cướp ngay thanh thiên bạch nhật. Tổng đài điện thoại của cảnh sát không còn trả lời, cư dân bèn tổ chức luân phiên canh gác ngày đêm. Hậu quả là chính những người ủng hộ đảng Dân Chủ đã giận dữ tố cáo thống đốc và thị trưởng ở Minneapolis đều thuộc đảng Dân Chủ đã thất bại trong việc bảo vệ dân. Một người đã thổ lộ các cuộc biểu tình dù chính đáng đã giúp cho các phần tử xấu gieo rắc hỗn loạn. Và chính các vụ cướp bóc này có nguy cơ làm cho đảng Dân Chủ bị thua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trong lịch sử nước Mỹ, cử tri không bao giờ thay đổi tổng thống khi đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Đây là hình ảnh lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ George Bush, còn gọi là Bush con, vào năm 2001 cho nhiệm kỳ thứ hai. Abraham Lincoln đã tái đắc cử trong cuộc nội chiến Mỹ. Franklin Roosevelt vẫn tại vị khi khởi đầu Thế chiến lần thứ hai và George Bush đã đánh bại John Kennedy khi nước Mỹ dấn thân vào chiến tranh Iraq. Ông Trump hiểu điều này và hôm 5 tháng 5 năm 2020 đã khẳng định người Mỹ phải tự coi là những chiến binh, làm cho những người ủng hộ ông rất hài lòng. Theodore Johnson, nhà nghiên cứu chuyên về chính trị bầu cử và đang công tác tại trung tâm Brennan, nhận định trên trang tweet rằng người Mỹ có lịch sử đáp lại biểu tình của người da đen bằng các cuộc di cư da trắng để chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Tiến sĩ Johnson nói tiếp, sự tồn tại đồng thời của hiện tượng di cư da trắng và cơn thịnh nộ của người da màu gợi ý rằng ông Trump có thể không rơi vào thế yếu hơn trong cuộc bầu cử. Khoảnh khắc này ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống như thế nào sẽ được quyết định nhiều bởi phản ứng của nhóm ông Biden hơn ông Trump. Kết quả nghiên cứu của nhà khoa học chính trị Omar Warshaw công tác tại Đại học Princeton công bố mới đây chứng minh rằng các cuộc biểu tình bạo lực vào năm 1968 để phản đối vụ ám sát biểu tượng dân quyền Martin Luther King khiến 1,5-7,9% cử tri da trắng chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Và rất nhiều chính trị gia cũng như nhà phân tích đã dự đoán về khả năng tái đắc cử của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa. Ngoại trưởng Iran Javarib vào ngày 13 tháng 6 nhận định cơ hội tái cử của Tổng thống Donald Trump vẫn còn trên 50%, dù tỷ lệ ủng hộ của ông đã sụt giảm mạnh trong những tháng gần đây. Lý do là ông có một lực lượng cử tri trung thành khá lớn, khoảng 30-35%.
Bình luận này được xem là khá bất ngờ về quan hệ giữa Tehran và Washington xấu đi từ năm ngoái khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt mới. Tại Mỹ, thượng nghị sĩ Mitt Romney, người từng gây chấn động khi là thành viên của Đảng Cộng Hòa duy nhất đồng ý luận tội Tổng thống hồi tháng 2. Cuối tuần vừa rồi cũng dự đoán ông Trump sẽ tái đắc cử mặc cho chính ông cùng với những thành viên kỳ cựu khác của Đảng Cộng Hòa như cựu Tổng thống George Bush, cựu Ngoại trưởng Colin Powell mới đây đã lên tiếng khẳng định không ủng hộ ông Trump tái tranh cử, thậm chí bóng gió rằng sẽ bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Biden. Trong khi đó, giáo sư Helmut Knopfler thuộc Đại học Stony Brook, người từng dự đoán chính xác chiến thắng của ông Trump 4 năm trước, cho rằng may mắn sẽ mỉm cười lần nữa với tỷ phú New York. Theo mô hình dựa trên kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ của học giả này, ông Trump có 91% cơ hội tái đắc cử và có thể giành được 362 phiếu đại cử tri, tức là chỉ cần 270 phiếu là đủ chiến thắng. Tuy nhiên, người ta có quyền nghi ngờ dự báo trên có khi không tính tới các yếu tố như đại dịch viêm phổi Vũ Hán, hoặc là khủng hoảng kinh tế, hoặc là làn sóng chống phân biệt chủng tộc đang dâng cao tại Mỹ. Giáo sư Tom Mayer, một chuyên gia về kinh thánh nổi tiếng, thì tin rằng ông Trump sẽ chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tới và khởi đầu một giai đoạn bùng nổ kinh tế. Thông thường, các cuộc khảo sát hay mô hình dự báo không thể hiện được toàn bộ bức tranh. Kết quả cuộc bầu cử vào năm 2016 là một minh chứng cho điều đó. Bất chấp việc bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ được đánh giá cao hơn, ông Trump vẫn trở thành Tổng thống với 304 phiếu đại cử tri so với chỉ cần 227 phiếu của đối thủ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 với bản tin Chơi đòn lạ Donald Trump có thể đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.